Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động bóng đá phong trào của 20 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã phát triển mạnh mẽ khi có sự quan tâm, đầu tư và ủng hộ từ lãnh đạo Trung tâm Thể dục Thể thao, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Các trung tâm, câu lạc bộ bóng đá cộng đồng được hình thành và phát triển rộng rãi, thu hút đông đảo người dân tập luyện để duy trì sức khỏe. Bóng đá đỉnh cao của thành phố Hồ Chí Minh cũng có một năm đầy sôi động. Tiếc rằng cả hai đại diện của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh đều không đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo và người hâm mộ khi câu lạc bộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 9/13, còn câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn không thể trụ được và chia tay bóng đá đỉnh cao của Việt Nam. Đáng khen cho đội bóng đá nam của thành phố Hồ Chí Minh, dù chỉ là lực lượng trẻ được đào tạo từ chương trình phối hợp với Lyon nhưng đã cho thấy sự trưởng thành của mình và xuất sắc giành huy chương đồng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9. Bóng đá nữ thành phố vẫn luôn là điểm sáng nổi bật khi tiếp tục gặt hái được những thành tích cao, vô địch quốc gia và cúp quốc gia Thái Sơn Bắc 2022. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 vừa qua, cô trò Kim Chi cũng đã để lại những ấn tượng đẹp về sự nỗ lực kiên cường trong thi đấu để xuất sắc giành huy chương bạc. Ở môn Futsal, thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì thế mạnh của mình khi các câu lạc bộ đã có sự đầu tư bài bản hơn. Nét mới ở mùa giải này là Sahako lần đầu giành danh hiệu vô địch quốc gia, còn Sài Gòn FC cũng tạo dấu ấn với chiến tích lần đầu vô địch cúp quốc gia. Dù không có được danh hiệu cao nhất, nhưng câu lạc bộ Thái Sơn Nam với hai danh hiệu á quân tại giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia vẫn là ngọn cờ đầu của Futsal cả nước. Đáng tiếc nhất của Futsal thành phố Hồ Chí Minh năm nay là đã vụt mất chiếc huy chương vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc khi đứng vị trí thứ hai sau Hà Nội. Với bóng đá nữ hiện nay chúng ta mặc dù thành tích của chúng ta phải nói là rất là tốt, chúng ta vẫn tốt, nhưng rõ ràng là để mà cải thiện cho bóng đá nữ, đảm bảo cho thu nhập bóng đá nữ cũng như là cái hướng lâu dài cho cộng bóng đá nữ, hiện nay chúng ta thực sự là vẫn đang có thiếu và vẫn đang phụ thuộc vào sự bao cấp của nhà nước là chính. Để thoát ra cái đó, để có xã hội hóa cho các cầu thủ, cho các đội bóng đá nữ thì rõ ràng là đó là cả một vấn đề rất là khó khăn, mà tôi nghĩ rằng vai trò lãnh đạo thành phố cũng phải cần tư vấn cho thành phố để mà có cái hướng ra cho bóng đá nữ. Điểm sáng nhất của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua vẫn là chương trình bóng đá học đường. Chương trình được sự chỉ đạo sâu sát của thường trực Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, sự đồng lòng ủng hộ rất lớn của học sinh, phụ huynh, giáo viên giảng dạy và ban giám hiệu các trường. Quá trình thực hiện chương trình đã từng bước xây dựng, bồi dưỡng lòng yêu nghề, nâng cao trình độ chuyên môn bóng đá cho một bộ phận giáo viên để làm lực lượng nòng cốt cho phát triển chương trình bóng đá học đường trong những năm tiếp theo. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ này, bóng đá học đường thành phố Hồ Chí Minh đã gặt hái được những thành tích cao tại các giải học sinh toàn quốc. Cụ thể là đội học sinh tiểu học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã xếp thứ nhì giải bóng đá học sinh tiểu học toàn quốc, và đội học sinh trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã đoạt được chức vô địch của học sinh trung học cơ sở toàn quốc. Có thể nói là sau 10 năm triển khai và phát triển thì bóng đá học đường thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào ổn định và có cái chất lượng chuyên môn rất là cao. Để kịp thời khen thưởng cho các tập thể, đội bóng và cá nhân có thành tích tốt trong suốt một năm qua, tại đại hội tổng kết các hoạt động bóng đá thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, thường trực Liên đoàn bóng đá thành phố đã trao tặng bằng khen và hiện kim cho các cá nhân và đơn vị, đồng thời mong ước bóng đá thành phố từ đỉnh cao đến phong trào tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững để bóng đá thành phố vẫn luôn phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ.